Xin kính chào toàn thể anh chị em khách quý và anh chị em đồng nghiệp. Hôm nay mình giới thiệu mẫu máy kích cá 4 phết, một công nghệ mới lái phết cách ly bên mình. Đây là mặt ngoài của máy. Đi theo máy là có cò bóp. Mình ra dây cò bóp từ 1.7 1.8 nha, cho anh em phù hợp với anh em đi bộ. Đây là quạt tản nhiệt, mình có gắn lưới chắn rác luôn nha. Còn mặt đầu ra của máy gồm có chui này là mình cắm vợt vô là mình đi nha, rất tiện. Còn công tắc này là công tắc 3 chế độ đánh. Bật ngay giữa là chế độ đánh lì. Bật chế độ số 2 là chế độ trộn xung, đánh cá trắng, cá chép. Còn chế độ có gạch số 3 này là mình đánh cá tổng hợp. Còn volume chỉnh tần số là nằm ở giữa. Chỉnh mạnh yếu nha. Tùy theo cái độ nước và độ cá, tùy theo mặt cá khác nhau là mình chỉnh có tần số khác nhau. Mình chỉnh vừa đúng con cá lên tới mặt nước mà còn dễ dụa là mình vớt được. Nếu mình chỉnh mạnh quá, con cá sẽ lướt lên qua khỏi mặt nước và nó chạy luôn. Lúc đó anh em sẽ giảm volume lại nha, giảm từ từ lại. Còn công tắc phía bên tay phải của mình, chữ NLB, tất nhiên là mình chỉnh chế độ nước. Lợ phèn gồm có như là nước đục, nước thúi, nước ao tù, nước động. Tất nhiên là mình phải bật qua chế độ này mình đánh cá mới được nha. Còn chế độ chữ N là chế độ nước ngọt. Nước ngọt đối với các tháng khác. Nhưng còn những tháng này mình chỉ bật chế độ lợ phèn mình đánh cá mới đạt nha anh em. Để mình giới thiệu bên trong con máy nha. Đây là nội thất bên trong. Đây, 4 con phết công suất. Mình xài phết công suất lớn nha. Là công suất mình ngon gấp mấy lần con 3205 nha. Máy mình có chức năng chống kẹp ngược nha các bạn. Ba con phết cắm kẹp ngược mình ráp ở phía dưới, mặt dưới. Đây những đơn hàng tiếp theo của anh em. Này, cũng như là cái máy mình đang ráp có ba con phết chống ngược cực dưới đây nha. Lúc anh game là đỡ có kẹp lộn cộng qua trừ qua cộng á, máy vẫn không có ảnh hưởng gì nha. Lúc mình đỡ lại là máy hoạt động bình thường. Không ảnh hưởng gì hết. Còn đầu ra của máy nè, mình là lắp SCR loại tốt nha, nhưng hai con nha, chống chập vợt luôn. Lúc mình chập vợt á, nó không bị chết. Rồi tiếp theo đây là mình xin test con máy nha. Trước tiên là mình để chế độ là bóng 1000W, mỗi bóng là 1000W nha anh em, 1000, 2000, 3000, ba bóng là 3000W. Trước tiên mình thử trước một bóng 1000W, thử coi cái máy mình hoạt động như thế nào. Cái máy mình làm tiếng kêu trong mà nhỏ nha, phù hợp cho anh em đánh bộ. Mình để cái máy mình phía sau lưng mình á, là mình không có bị ảnh hưởng tiếng ồn của cái máy mà mình khó bắt cá. Đâu mình thử máy.
mình mới để mức số số 5 thôi nha, mới giữa volume thôi đó. Một phát ngọt lên 4.000W nha. Mình tăng đàn số dần mức hết luôn nha. Sáng trắng luôn nha anh em. Tiếng máy kêu rất nhỏ nha. Mình bây giờ bắt đầu mình sửa bóng 2.000W. Vui nó không ăn. Cũng một phát một nha nè. Tiếp theo mình cho máy tải 3.000W. Lên luôn. Máy hoạt động bình thường, tiếng không đì, không rí nha. Không rè luôn. Đây mình để hướng dẫn lại một cái phần mà công tắc. Đây chế độ đánh lì là nãy giờ mình đang thử chế độ đánh lì nha anh em. Này. Mình bật sang chế độ 2, chế độ trộn xung, đánh cá trắng cá chép. Thử máy bấm 1.000W. Mình chuyển qua chế độ 3, chế độ đánh tổng hợp. Máy sáng trắng. Hiện giờ chế độ nước mình đang chế độ lợn phèn nha. Bắt đầu mình chuyển qua chế độ ngọt. Mình chuyển lại chế độ thứ nhất, đánh lì, mức chế độ nước, chế độ ngọt. Chuyển qua chế độ lợn phèn. Máy mình 3.000W anh sẽ ok nha anh em. Máy mình là đánh bao rô phi nha anh em, bao tất cả các loại cá, ăn chắc từ 1m5 nước trở về. Tùy theo mức độ nước và loại cá mình nó chỉnh tăng số volume này khác nhau nè. Một cá rô phi một nắp nhạt nha. Bao rô phi. Phần giới thiệu con máy đã xong. Xin kính chúc toàn thể anh em khách hàng và anh em đồng nghiệp nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay và thích xin một like nha. Hẹn gặp anh em vào video sau.